Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Trước khi vào chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét vắn tắt về cuộc đời của Thầy Thích Hoàng Hiền, thế danh Lâm Thế Thượng. Kính thưa quý vị, Thầy Thích Hoàng Hiền, thế danh Lâm Thế Thượng, hiện diện ngồi trên đây, vốn là người Việt gốc Hoa. Năm 1979, Thầy di cư sang Mỹ, lần đầu tiên sống tại thành phố Hockory thuộc tiểu bang Carolina. Sau đó Thầy lại chuyển đến thành phố San Diego thuộc tiểu bang California vào năm 1980. Năm 1983, Thầy tốt nghiệp bằng Association Science Degree. Năm 1984, Thầy học tiếp bằng kỹ sư điện tử tại trường đại học San Diego. Song vì hoàn cảnh tình kế sinh nhai, Thầy giờ bỏ dở dang sự học. Bản chất vốn là ham đua, ăn chơi theo chúng bạn, được khoanh tập từ thời niên thiếu. Vì lòng tham, muốn làm ít mà lại hưởng nhiều, nên từ đó Thầy đã chọn con đường cờ bạc, xem đây như là một cái cách kiếm sống duy nhất của chính mình. Ban đầu cũng như bao nhiêu người khác, chỉ chơi để giải trí. Xong về lâu về dài lại thành tập khí nghiền ngập, khiến Thầy ngày càng trở nên trầm trọng. Từ khi dấn thân vào cờ bạc, tưởng chừng Thầy đã trượt dài trên vết lầy của tội lỗi, thế nhưng lại nhờ căn lành của bao đời gieo trồng cùng Phật Pháp, may thay Thầy sớm hồi đầu quay về nương tựa Phật Pháp, trở thành người đắc lực hộ trì chánh Pháp. Để hiểu rõ hơn về sự quay đầu nhiệm màu của Thầy Thích Hoàng Hiền, xin mời Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử chúng ta lắng lòng nghe sự chia sẻ sau đây của Thầy. Vâng, thưa Thầy Hoàng Hiền, câu hỏi đầu tiên ban tổ chức muốn dành cho Thầy là một người có bằng cấp, có thể tìm kiếm cho mình một công việc ổn định với tiền lương tháng cũng có thể trang trải cho cuộc sống. Như vậy, nguyên nhân nào đã đưa đẩy Thầy đến con đường cờ bạc, và Thầy có thể chia sẻ cho mọi người được biết những tháng ngày Thầy kiếm sống trong các cái sòng bài lúc Thầy chưa xuất gia Di Đà Phật? Xin mời Thầy chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy khắp mười phương chư Phật ba đời, kính lạy khắp mười phương chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch quý Phật tử. Trước khi để trả lời câu hỏi, tôi sẽ xin nói vài câu để đáp lại ơn của các vị chư thiên long thần hộ pháp đã tạo phương tiện cho con được thấy tận mắt sự nhiệm màu đã xảy ra đến trước mắt con. Không phải nó ta xảy ra trong giấc mộng, mà nó xảy ra trong sự cảnh hiện thực ở ngoài đời. Nên hôm nay con có mặt hôm nay để chia sẻ đến với mọi người được thấy biết. Con mong rằng nếu bất cứ một ai nghe được điều này, biết phát lòng tin về Phật Pháp, biết quay đầu nương dựa về Phật Pháp. Trước khi trả lời câu hỏi thì con sẽ giới thiệu về bản thân, mà từ lúc mới bước chân đến Mỹ và từ lúc từ tới cái ngày mà bị dướng vào cờ bạc. Vào ngày 13 tháng 6 1979 thì là ngày đầu tiên mà con đặt chân tới đất Mỹ, tại thành phố Hickory thuộc tiểu bang Carolina. Ở thành phố này lúc đó chỉ có vài gia đình người Việt Nam thôi,
Thì con sống ở đây được gần một năm. 1980 thì dọn về thành phố San Diego và theo học trường Mesa College. Sau đó 1983 thì tốt nghiệp bằng AS degree theo ngành điện tử. 1984 thì chuyển lên trường đại học San Diego State University, muốn tiếp tục để học cho xong bằng kỹ sư, nhưng rồi bỏ dở sự học và cũng muốn đi kiếm tiền và dọn về thành phố San Jose thuộc tiểu bang California và tìm được hãng điện tử. Thì từ ngày đó đi làm hãng mãi đến năm 1987 thì có chút đỉnh tiền thì đi về Trung Quốc lấy vợ, vợ người Quảng Châu thuộc tỉnh thuộc nước Trung Quốc. Sau khi làm giấy tờ bảo lãnh thủ tục thì 1988 vợ được đến Mỹ. Trong những năm này hai vợ chồng sống rất là đầm ấm, chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó chưa biết hai sòng bài Garden City và B101. Mãi đến năm 1991 thì mới biết được cái sòng bài Garden City. Cái sòng bài mà bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người đã thua hết, sạch hết tài sản tiền của. Có tệ hơn nữa là có người đi tự tử. Như tôi đã nghe qua có một người đó họ thua $100,000 trong một ngày. Rồi không biết họ đau khổ như thế nào. Họ đi ra ngay cái trạm xe lửa, họ nằm dưới cái đường rầy đó, rồi xe lửa cán chết. Đó là chuyện có thật. Cái nguyên nhân mà đưa đẩy đến cái sòng bài là cũng tại vì trong cái lúc mà ở Mỹ đó thì ở không có làm gì hết, rảnh rỗi. Rồi sanh ra buồn chán, với bản tánh thì thích ham chơi liêu lỏng từ hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ là thuộc gia đình cũng khá giả, thành ra ăn chơi liêu lỏng dữ lắm. Hồi nhỏ là từ hồi 19 tuổi, 18 tuổi là ăn chơi dễ sợ lắm. Với cái bản tánh thì tham kiếm tiền bằng cách mau chóng, dễ dàng, không muốn làm giống thấy như người ta làm cực khổ hàng ngày kiếm từng đồng từng cắt, thâu vào lâu lắc. Thành ra mới có ý nghĩ như vậy và đến sòng bài là có ý định là muốn may mắn thì mau làm giàu, kiếm tiền một cách mau lẹ. Nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Đó là nguyên nhân đưa đến đánh bài của con. Xin hết. Thưa thầy, đó là nguyên nhân mà thầy đánh bài. Như vậy khi mà đánh bài thì những cái tháng ngày mà thầy sống trong sòng bài như thế nào? Xin thầy chia sẻ cùng cho quý Phật tử ở đây được biết. Nói về cuộc sống trong sòng bài thì rất là bê bối, xấu xa, dơ bẩn lắm. Ở trong sòng bài có nhiều loại thành phần. Thành phần cầm đồ nè, thành phần cho vay kiếm lời nè, thành phần bảo kê nè, thành phần không có nhà cửa nè, sống bờ sống bụi nè, thành phần chỉ biết kiếm tiền bằng đến đó để kiếm bằng cách đánh bài nè. Lúc mà chơi trong sòng bài á, thắng được nhiều á, thì cái tiền nó đem đi ăn xài phung phí. Đi thấy những chỗ nào có nhà hàng ngon á, thì đi đến đó để tìm để ăn, ăn cho thỏa thích, ăn một cách phung phí. Về đêm á, thì đi tìm những chỗ karaoke, chỗ nhảy đầm, ngày nào cũng vậy. Có tiền là cứ kiếm tới những cái chỗ như vậy đó. Còn mà lúc thua hết tiền, không còn cắt nào trong túi đó, thì đầu óc nó bắt đầu tính toán mưu mô để mà gạt người ta đó. Bất cứ dùng mọi thủ đoạn để tìm môi sao cho được đồng tiền để đi đánh bài. Thì ở trong sòng bài có nhiều cách để lừng gạt lắm. Nói về trong sòng bài đó thì đứng loanh quanh mấy cái bàn mà người ta đang chơi đó, họ đặt tiền nó quên cái lùm bỏ túi. Hoặc là đi làm cò mồi, có nghĩa là thấy ai đánh nó lại giả bộ ra dấu cho người ta để người ta được ăn rồi mình có tiền để họ cho đó. Hoặc là đi kiếm những người có tiền họ đang chơi đó, rồi cái là dụ họ, nói ngọt với họ, nịnh bợ bợ đích đó. Rồi để họ cho tiền để mà có tiền đánh bài, đủ mọi cách để kiếm đồng tiền để đánh bài.
Còn nói về mặt ở ngoài đời á, ngoài ở ngoài sòng bài á, thì kiếm những cái cách gọi là hỏi những người bạn tin tức về những chỗ ngân hàng, những chỗ buôn bán, những chỗ bán vàng, đến đó là giết chắc giả, chắc không có tiền á, mua của người ta đem về bán lại, giả tỷ giờ mua 1.000 đô đem bán 500 đô thì ta mua liền mới mà, là lấy cái tiền nó đi đánh bài, đi đến tiệm vàng ở đó đó mua rồi trả tiền không có tiền, đâu có sợ, tại vì họ biết, mình biết rằng những cái công ty đó, nó bảo vệ cho cái tiệm vàng, mình giết chết thì họ đi đòi chứ người tìm bán tiệm vàng nó mất tiền, họ đâu cần thiết điều đó, thì mình bị bắt ở tù là tại người ta đi kiếm mình chứ đâu phải tiệm vàng, họ đâu có lo, mình đến mua là họ cứ bán thôi. Nhưng mà họ cũng có cái sự giả dối trong đó là họ cũng lấy tiền đầu của mình đó. Họ biết là không có tiền nhưng mà cũng bán cho, rồi lấy cái vàng đó đi bán lại để lấy tiền đánh bài, hoặc là đến những cái tiệm bán như đồ vật chất các xây nhà nè, mua gom lại gần cả đầy xe luôn á, rồi đi bán từng món gom lại, có khi nhiều lắm 10 mấy ngàn đô cũng có, rồi đem đi đánh hết, đánh thua sạch đó. Đó là những cách mà lường gạt ngoài đời đó. Còn nếu nhà băng á, thì đem những cái tấm chi phiếu giả đó ghi để bỏ vô nhà băng đặt cọc trước, nhà băng đâu biết, rồi rút ra xài trước, và nghĩ rằng mình sẽ đánh bài ăn trả lời, bỏ vô trả lời kịp thời rồi không có sao hết. À nhà vô xong bài là thua sạch bán hết, rồi ngày mai ngày mốt đi không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra đây, nó sẽ bắt mình ngày nào không biết nữa. Cái xe của ông già đưa đi bán rồi dặn á, khi lấy tiền được rồi đem về đây, máu ghiền mà, cờ bạc mà, bán rồi là mấy ngàn đô rồi, ghé qua sòng bài rồi thử thời cái đó, may mắn là kiếm nhiều hơn. À nhà thua không còn cái gì hết, còn có 30 đô, bắt đầu về nhà nằm không biết tính sao đây. Ông già nó lại hỏi chứ con bán cái xe đâu rồi, tiền đâu rồi con, thì không biết tính sao, mới là thôi bây giờ lên sòng bài mà, có thể cái số tiền này có thể kiếm lại để trả lời cho ông già. Ai ngờ lên sòng bài nó cũng cho ăn như vậy đó, đặt đâu chúng đó, không phải mình tài giỏi mà chính cái sự nhân quả, cái sự thiên hình vạn biến của luật nhân quả nó giúp cho. Tôi ăn từ gián này qua gián khác, ăn tới đúng cái tiền mà gần như gần đúng chứ chưa gọi là đúng, thì ăn tới ngút đó thôi không dám chơi nữa, sợ thua lại. Nó không có đủ cái tiền xe nhưng mà ít ra cũng có tiền để đưa cho ông già, và đem về trả lại cho ông già, mừng quá trời. Đó là cái sự mà tôi kể để mà cho quý vị thấy vấn đề trong sòng bạc nó có cái mà người ta không biết, đó là nhân quả chứ không phải là do hên xui đâu. Không phải quý vị đặt cái trong cái lá bài là tự nhiên ai cũng vậy, chơi sòng bài là nghĩ rằng may mắn cái bài nó sẽ đến mình sẽ ăn, thường ai cũng vậy, nhưng mà sự thật phải vậy, cái lá bài nó biết nó biến một cách vô hình, mình không thấy, nó úp mà, nó chia tới tay mình úp mà, làm sao thấy được, thì nó làm chủ tình hình đó tất cả, ăn thua là do nó hết. Tại do đó mình chơi trong sự ngu muội không biết gì hết, cứ tưởng là mình hay tài giỏi lanh lợi khôn ngoan, đặt đâu là biết, ở đâu là có ăn là liếc, ở đâu là biết liền, không phải vậy. Sau đó thấy được cái lá bài từ nó biết biến từ con số này qua con số khác rồi đó, thì từ đó tất cả những sự mê mờ bắt đầu giải trừ hết. Không ngờ được, cũng là kêu bằng rất là may mắn so với những người khác. Tại sao các vị tư thiên là giúp cho mình như vậy? Chắc có lẽ ở đời trước không có tạo những cái duyên gì lành nên đời này các vị cứu vớt cho mình thấy để quay đầu trở lại. Không có ai mà làm cho mình quay đầu lại được hết, không có ai mà nói một câu nào mà khuyên nhủ mình có thể quay đầu lại được, mà nhờ thấy tận mắt cái lá bài nó tự nó biến đổi, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có cách đó mới quay đầu lại được mà thôi. Vừa qua tất cả Phật tử ở đây chúng ta đã nghe được sự chia sẻ của thầy Hoàng Hiền, cho chúng ta thấy được rằng cái nguyên nhân chính đưa đẩy người ta vào con đường cờ bạc không ngoài cái lý do ước muốn, đó là làm ít mà muốn hưởng nhiều, hay là hy vọng số hên sẽ đến. Lý do nêu trên á sẽ không tồn tại trong đạo Phật, bởi vì theo đạo Phật mình thì gieo nhân nào thì gặp quả đó. Nói như ở cái danh từ ở thế gian á,
là tiền nào thì của nấy, tất cả mọi thành công, học tập, lao động có khi phải đánh đổi bằng mồ hôi, cả nước mắt thì mới có được cuộc sống sung sướng được. Chúng ta không thể xây dựng nền tảng cuộc sống trên căn bản của tham lam hay là ham muốn hảo huyền được. Thì đó là cái sự chia sẻ, cái câu hỏi thứ nhất của thầy Thích Hoàng Hiền cho chúng ta. Và câu hỏi thứ hai mà ban tổ chức muốn dành cho thầy là: kính thưa thầy, có thể nói cờ bạc là đã trở thành xương máu trong thầy, nhưng mà nguyên nhân nào đã khiến thầy từ bỏ nó để quay đầu hướng thiện? Như vậy xin thầy có thể hoan hỷ chia sẻ cho Phật tử biết. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch kính thưa quý Phật tử. Để trả lời, trước khi trả lời câu hỏi vừa rồi thì con xin nói đến cái hoàn cảnh gia đình lúc đó của vợ mình á. Thì khi mà ở trong sống trong chồng bài á, thì con lúc nào cũng từ sáng tới tối lanh quanh trong chồng bài, khuya mới về nhà, bỏ mặc vợ con, không có lo gì hết, không có biết trách nhiệm gì, không có hiểu biết vấn đề gia đình gì hết á. Sống chỉ biết làm sao đánh bài kiếm tiền thôi. Thì vợ nhà biết chồng quá bê bối, chỉ lo ăn chơi cờ bạc, chẳng có chút hy vọng gì ở chồng nữa. Có khuyên nhủ biết bao nhiêu lời cũng vậy thôi. Thì vợ mới bỏ trốn đi thành phố Stockton thuộc tiểu bang California ở. Đến năm 1995 thì vợ đòi dứt khoát, ly dị dứt khoát. Thì hai vợ chồng ra tòa, ra làm thủ tục ly dị chính thức. Từ năm 1995 cho đến 1997 thì cũng sau khi ly dị đó thì cũng tánh nào tật nấy, không có nghĩ tới vợ con. Vợ đi thì mặc kệ vợ, mình chỉ biết sao có đánh bài là mừng vui, chỉ biết vậy thôi. Cái đầu óc không có hiểu biết, lúc đó thì còn ham vui lắm. Rồi đến năm 1997 lại về Trung Quốc lấy vợ nữa, về nhà những người quen biết họ giới thiệu và kiếm được người ưng ý. Thì 1988 bà lo được giấy thủ tục thì năm 2000 vợ đến Mỹ. Khi vợ đến Mỹ lần đầu tiên bước chân vào đất Mỹ đó thì không ngờ sống với chồng ở trong chiếc xe làm nhà. Hai vợ chồng bắt đầu từ đó sống trong cái cảnh trong chiếc xe. Mà bà vợ thì rất là thông cảm, tại vì biết chồng hồi đó giờ là nghề cờ bạc nữa. Nhưng mà vợ cũng hiền từ lắm. Họ, người vợ mà nghĩ lại thì cũng có cái gọi là có cái không giống như những người khác mà nói sáng cho tới tối làm cho mình còn rối loạn thêm. Vợ cũng biết, cũng thông cảm mà cũng không có trách móc về cái vấn đề mà không có nhà ở hay là tại sao anh đi đánh bài, chẳng có biết suy nghĩ cái gì. Thì cái cuộc sống như vậy đó, đến năm 2001, đến cái ngày đó đang chơi trong sòng bài đó, thì sáng cũng vô sòng bài chơi, vợ thì ngồi ngoài xe. Cái năm đó đó là đúng cái ngày đó đang chơi đánh bài với người khác á, tự nhiên cái diệm nhòn nó xảy đến, thấy lá bài nó biến đổi, tự nó lá bài nó biến từ số này qua con số khác, từ dạng này qua dạng khác. Bắt đầu từ đó suy nghĩ phân vân, không hiểu cái điểm gì đây. Rồi suy nghĩ có lẽ các vị chư thần nào hay vô hình nào giúp muốn cho mình khuyên bảo mình điều gì đó. Thì mới mỗi lần về xe ngủ là đặt đầu nằm xuống là nhìn nghĩ lại cái cảnh trạng đó. Thì mới thấy cái sự mà mình thấy được nó rất là may mắn. Rồi sau đó là bắt đầu không có muốn đem tiền bạc của mình mà làm bằng mồ hôi nước mắt nữa, đi đánh bài cho nó đốt sạch. Tại vì thấy biết được cái bài nó làm chủ rồi, nó biến quá như vậy rồi làm sao ăn được nó. Chẳng khác nào lấy tiền đem vô đống lửa đốt mà không biết, nó đốt sạch hồi nào không biết. Nó dàn trận một cách tinh vi cho mình thua dần, thua dần, thua không còn một cách luôn. Tại vì người ta không biết cái điều này. Người ta cứ tưởng rằng vô sòng bài là do mình chơi hay, do cái may mắn làm giàu. Không có đâu. Nếu mà ai biết được cái điều này mới biết là sợ. Khi mà một người nào đang chơi đánh bài, trong đầu óc của họ đang nghĩ muốn đặt ở đâu nó biết hết á.
giống như mình làm những chuyện xấu ác nè, trong cái ba thân khẩu ý của mình là chư Phật biết hết, thì cái bá bài nó cũng biết như vậy. Mình đặt cái đâu nó biết hết à, nó không muốn cho mình ăn, đặt cái đâu cũng không được ăn, thật sự là như vậy. Còn nó muốn cho mình thua một đồng cũng không còn, tại vì nó có một cái sự thiên hình vạn biến, biến hóa một cách dễ sợ, mà nó sắp đặt tinh vi lắm. Ai mà đang sống trong cái cảnh gia đình đang an ổn, đủ sống đủ mặc, không thích tham lam muốn vô nó kiếm tiền, thì còn rớt vào cái cảnh tệ hại hơn nữa. Tại vì nó bảo vệ nhân quả. Nếu ai cũng ăn hết thì nhân quả, có luật nhân quả của đạo Phật đó sai hết rồi, làm sao còn đúng nữa được. Thành ra người ta không hiểu điều đó. Bởi vì cái đó đó là mấy người họ chơi, họ cứ nghĩ rằng ồ, không ăn là tại mình xui. Nhưng sự thật nó không biết là phía sau nó là chính nó làm chủ tình hình, nó biến đổi, nó muốn mình thua giờ nào là thua, làm sao mà ăn nó được. Bởi vì bao nhiêu người, 9-10 người chơi 9 người thua là vậy đó. Đánh bạc đó là cờ bạc là bát bằng, vậy có câu thường nói bằng mà còn bát cũng bằng bằng nữa. Trong cái thời gian mà đánh bài đó thì tôi cũng thường ôm cái giấc mộng là cái bằng đoạt được cái giải nhất. Tôi là cũng tại từng thi đấu bài đó, giống như số cái gì đó nè, đông như vậy đó, chơi phải đánh văng hết, còn có một bàn 10 người thôi, một số mấy ngàn người đánh văng hết, còn có một bàn 10 người thôi. Thì trong cái số giải đó là từ số 1 tới số 10 đó, giải nhất là trên 1 triệu đô la. Mà tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thắng lớn, tại vì tôi đã từng ăn qua giải nhất rồi. Mà cái những cái giải đó là tôi ăn chỉ là giải nhỏ thôi, tại vì tôi ở cái sòng bài lúc mà còn ở Garden City ấy, những cái sự tổ chức của người ta chưa có cái giải lớn. Khi mà tôi dọn về thành phố Monterey Park thì ở đó mới có những cái giải lớn từ 1 triệu đô trở lên. Tôi cứ hy vọng ôm ấp trong cái lòng mình á, một ngày may mắn sẽ ăn được giải lớn. Nhưng mà từ khi thấy được lá bài tự nó biến đổi là cái sự mộng của mình tan tành theo mây khói rồi. Đâu phải do mình hay, mà do lá bài nó muốn mình ăn hay không ăn. Làm sao mình đánh ăn được, mình đem tiền vô cũng như là đốt rồi còn gì nữa. Nhưng mà những người chơi họ có tưởng rằng họ hay. Tôi nói ở đây để cho những người đó bên đó xanh này họ thấy tiếc, rồi họ sẽ bỏ lần. Họ sẽ biết, tại vì họ chơi trong cái cảnh giống như mình, họ biết rất là rõ ràng. Họ rất, nếu mà tôi kể cho quý vị những môn chơi, có lẽ quý vị không hiểu đâu. Nó thua rất là cay đắng. Cái lá bài cuối cùng nó dở lên là cái định mệnh của mình. Nó cho mình biết ăn hay thua là cái lá cuối cùng. Mà lá cuối cùng nó biến đổi mình theo cái kiểu như nãy nói là thiên hình vạn biến của đời, cái luật nhân quả nó không ai biết được. Mà chính tôi được từng mất nhìn thấy, xin chư Phật mười phương chứng minh cho lòng con nó thật, không có bịa đặt. Tại vì muốn giúp cho mọi người được thấy biết cái điều này mà phát tâm để mà quay hướng đời Phật Pháp. Cũng nhờ thấy được những cái sự biến hóa này đó mới là có cái tâm mà bỏ được cờ bạc, chứ không ai làm cho mình bỏ được. Khi mà tôi bỏ cờ bạc rồi đó thì gia đình thân quyến trong nhà, bà con, cha mẹ đâu không có tin đâu. Làm gì có chuyện gì, đánh bài mười mấy năm trời mà ở nhà là khuyên nói hàng ngày, mà có bao giờ có chuyện mà bỏ đâu, mà bữa nay lại bỏ mà còn đi tu nữa chứ. Cái chuyện lạ vô lý thiệt, không biết có ý đồ gì đây. Họ không có tin. Ở trong những người chơi chung nhau cũng vậy, trong sòng bài họ thấy là hết hồn luôn, không biết tại sao ông này tự nhiên là bỏ đi tu à, không biết chuyện gì xảy ra đây. Họ cứ nghĩ tôi đang tính cái mưu kế gì để kiếm tiền của những người bên ngoài đây chắc. Mà khi mà tôi nhờ các vị chư thần Long Thần Hộ Pháp cho biết những cái điều xảy ra vậy, thì con người mình không còn muốn nắm tiền bạc, coi tiền bạc rẻ lắm rồi. Mình chỉ giờ biết làm sao quay đầu trở lại, biết sám hối tội lỗi, để biết tu hành, để trở về cái sự chân thật của mình hồi đó giờ. Với lại cái bản tánh mình thì không có thích làm những cái chuyện mà dối trá, dơ bẩn vậy. Đó là nói về cái nguyên nhân từ bỏ cờ bạc. Kính thưa quý vị, đúng như ca dao Việt Nam có câu: những người cờ bạc say mê, vong gia bại sản, kẻ chê người cười. Vâng, đúng như vậy. Hậu quả đầu tiên đưa đến những người cờ bạc về mặt gia đình, đó là tan gia bại sản, người thân xa lìa. Như thầy Hoàng Hiền vừa qua đã chia sẻ với tất cả chúng ta, cái hậu quả đầu tiên nhất
của thầy lệnh phải khi mà đam mê cờ bạc như vậy chính là vợ phải ly dị. Còn về mặt bản thân, khi có tiền á thì thầy ăn chơi trác tán, khi thua thì tìm mọi phương cách để kiếm được tiền gỡ gạc lại. Như thầy hiện đã trình bày, lúc thầy không có tiền để đánh bài thì tìm mọi thủ đoạn, rồi gia đình mẹ cha thì khuyên răn. May mắn một cái thiện duyên trong một buổi đánh bài mà thầy nhờ thấy được cái sự xoay chuyển những con bài, đó là một cái trò duyên rất lớn. Thầy thấy được rằng cái sự sắp xếp thắng thua theo một cái chu kỳ nhất định, nhưng kết quả tất cả những người đánh bài đều lệnh phải, đó là trắng tay. Mà chính vì cái nguyên nhân này mà thầy đã dứt bỏ một cách hẳn hoi và trở về, và sau đó thì thầy đã xuất gia. Một cái câu hỏi tiếp theo mà ban tổ chức muốn dành cho thầy: sau khi thầy từ bỏ cờ bạc á, thì thầy đã phát tâm ăn chay trường, và cao cả hơn, thầy đã phát tâm xuất gia học đạo. Như vậy thầy có thể chia sẻ cho Phật tử được biết nguyên nhân và động lực nào đã khiến thầy chọn con đường xuất gia? Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, về cái năm đó đó thì ngày 2002, vợ thì không có biết tiếng Việt, kiếm không được việc làm, phải dọn về thành phố Monterey Park ở Los Angeles đó. Thì khi mà dọn về đó thì không có tiền, hai vợ chồng chỉ có khoảng $100 đổ xăng rồi đi tới đó thôi. Từ cái con đường mà từ San Jose về đó bẵng lên đi xuống Cà Mau đó. Rồi khi mà đến được cái sòng bài đó thì kiếm được cái sòng bài tên là Commerce, thuộc cái vùng đó đó. Thì ở đó có một cái cộng đồng người Hoa, một cái thành phố người Hoa, thì vợ mới kiếm được việc làm ở đó. Thì sau đó vợ đi làm sáng thì chở vợ đi làm, khi mà về cái chỗ sòng bài đó thì con đi vô trong sòng bài kiếm ăn. Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng sống theo kiểu gì đó. Mà lúc đó tiền không có nữa rồi, hết rồi. Mới dọn gì đó là hết tiền rồi, đâu còn tiền. Đánh bài thì đồng có tiền dư. Thì khi mà con quen với cái kinh nghiệm sống cờ bạc ở trên hai cái sòng ở trên San Jose, thì về đây thì cũng còn cái kinh nghiệm biết kiếp sống trong sòng bài. Do đó làm giống như tay anh chị đeo cái kiếng đen lên đó, phải không? Rồi che mắt người ta, không cho người ta thấy ánh mắt mình đó. Rồi ngồi vô bàn chọn ngay cái chỗ mà người ta làm cái đó, để ngồi sẵn chờ, tại vì ai cũng thích làm cái đó. Mà hễ mà người ta ăn, người ta thấy cái chỗ của mình là người ta phải cho, tại vì nhờ cái chỗ mình nó mới có ăn chứ. Thành ra ngày nào đâu có tiền đem vô đâu, lựa cái thời cơ vậy, tính bằng mưu kế mà, để kiếm tiền. Vô sòng bài á là đeo cái mắt kiến trước, rồi coi cái chỗ nào trống á lựa chỗ ngồi trước, chỉ cầm chỗ vài đồng thôi, giả bộ rồi đánh trên tay cho có tiền, sự thật không có tiền. Mà mấy cô mà chia bài làm trong nó ngó thấy mắt kiến là cũng biết anh này như thế nào, đâu có dám đuổi. Mà cũng hết lắm, thì cũng kiếm được đồng tiền sống qua ngày. Thì trong cái thời gian đó thì cái sòng bài này đó thì mới có cái sự nhiệm màu khác xảy ra. Trong lúc ngồi chơi cờ bạc với người ta đó, thì tới giờ trưa đó bụng mới kêu cái hủ tiếu xào đem tới ăn, hủ tiếu xào bò đó. Hồi sống ở trong sòng bài đó thì trời ơi, toàn là những thứ cao lương mỹ vị không à, tôm hùm nè, cua muối rang muối nè, thịt bò bít tết nè, bất cứ toàn là những món ngon không. Rồi đó đâu biết ăn chay, chưa bao giờ biết ăn chay, chưa biết Phật pháp là gì, chưa biết quy y là gì, làm gì mà biết ăn chay. Kêu cái mâu tươi xào đến để cái bên cái bàn này đó, thì cái cô chạy bàn mới đem đến, vừa tính lấy đũa ăn á thì có một sức vô hình nào nó trong người á, nó làm cho mình thấy cái thật sợ muốn té ngửa luôn vậy. Sực là dữ dội trong cái khoảnh khắc để cho mình cảm nhận, tôi không biết diễn tả như thế nào, mà nhìn tới cái thật đó rồi sắc kỳ vậy, bữa nay lại có chuyện gì lạ như vậy. Đó là sự thật.
Từ đó về là bắt đầu suy nghĩ, không biết tại sao lại có điểm gì đây. Nhưng mà từ bản thân suy nghĩ, nếu mà không ăn thịt, ăn chay, có nghĩa là bỏ điều ác, trở về điều tốt. Từ đó mới bắt đầu suy nghĩ thôi, mình đi kiếm chùa để tìm hiểu, học hỏi thêm. Thì bắt đầu sau đó đi kiếm ở dòng đó, khu vực đó có chùa nào không? Thì kiếm được cái căn chùa Diệu Pháp ở cách đó 10 cây số. Đến đó thì biết có cái chương trình thuyết pháp với lại tụng kinh 7 giờ tối hàng đêm. Thì mới phát tâm đi vô đó nghe tụng kinh với lại các Phật tử, với lại nghe thuyết pháp mỗi đêm. Bà xã đi làm về thì đón bà xã rồi ghé qua luôn. Nó cũng ở gần thành phố Tàu, người Tàu ở đó nhiều nhưng cũng có cộng đồng người Việt nữa. Mới có chùa chứ. Thì đến đó cùng các người Phật tử tụng kinh hàng ngày vậy đó. Họ không biết mình là dân gì, nhưng mà họ thấy mình vô ngồi tụng kinh chung là họ rất là hoan hỷ. Người mới mà vô là mời liền, là ngồi là kiếm chỗ cho ngồi, lấy kinh cho đọc. Thì qua một thời gian tụng kinh Đại Bảo Tích, ngày nào cũng vậy, nghe thuyết pháp, thì mới hiểu rõ được lời Phật dạy rất nhiều. Thâm cái phần rất là những cái mà cái mình nói đó giờ chưa biết tới. Mà từ khi thấy được cái thịt á, nhờ cái thấy được cái thịt mà như vậy á, mới biết được là các vị chư thần á, là giúp cho mình á, là cái mình con người quá may mắn, cái duyên phước nào không biết là hơn những người khác rất nhiều. Nói là bỏ được ăn để mà trở lại ăn chay thường luôn. Có nghĩa là từ lúc mà thấy cái thịt đó là bỏ ăn chay, bỏ ăn thịt luôn. Chứ một người mà như con cọp để ăn thịt không mà biểu đổi thành ăn rau cải chắc là làm gì được. Hồi nhỏ họ nói giờ chỉ ăn thịt không mà làm gì có chịu mà ăn rau cỏ lại. Nhưng mà nhờ thấy cái sự nhiệm màu đó mới bỏ được, bắt đầu ăn chay luôn. Mà ở trong xe đó thì nấu á, trên xe đó, dạ, để cho biết cái xe nó như thế này. Ở trên xe nó đầy đủ tiện nghi hết. Ví dụ như thế này, ở trong nó có đồ nấu, có bàn, có ghế đầy đủ, có giường ngủ đầy đủ hết. Rồi hai vợ chồng sống vậy đó. Rồi nấu ăn nó đi mua đồ chay thì tự nấu thôi. Mà bà xã thì đi làm, thành ra ở nhà là nấu cho bà xã ăn. Ngày nào cũng nấu đồ chay không à, không có đồ thịt đâu. Bà ăn riết bà sợ quá rồi, nhưng mà tại vì thương chồng cũng phải theo luôn. Thì cái thời gian đó cũng có biết được cái chùa Báo Anh, cũng ở gần cái chùa Diệu Pháp. Tại vì đi dự cái buổi lễ mà Phật đản của chùa Diệu Pháp á, là cái buổi lễ đó là lễ Phật đản cái ngày đó, thì các vị sư cô của các chùa có đến dự. Rồi mình cũng đi dự cái buổi lễ đó mới gặp được cái sư cô đó là chủ trì của chùa Báo Anh á. Thì cái buổi lễ đó là cũng có ngày con mới là phát tâm quy năm giới, thọ ngũ giới. Ngay cái ngày lễ Phật đản ở bên Los Angeles, tiểu bang California đó. Là chùa đó kêu là chùa Bảo Pháp, cũng thuộc chi nhánh của chùa Diệu Pháp. Chỗ đó chỉ là để tổ chức những buổi lễ lớn, nó rộng lắm, gần núi mà. Thì gặp được sư cô đó là tên là Hằng Lượng, đệ tử của Thầy Tiên Hóa. Mới là sư cô mới cho cái địa chỉ để nói có khi nào đến ghé qua chùa chơi. Thì trong cái thời gian đó đến chùa, để mà lần đầu tiên đến chùa sư cô mới thấy, ủa sao chùa đang xây cất mà có mình sư cô à, xây cất gian dở mà không có ai giúp hết. Mới phát tâm là thôi giờ sư cô cho con ở đây làm công quả, coi có gì giúp được thì giúp. Thì sư cô mới cho đậu chiếc xe đó, đậu trong chùa, không đậu, bắt đầu từ đó là giờ chiếc xe từ chỗ Sòng Bà đi về chùa ở luôn. Xong rồi ở trong chùa đó thì người vợ thì theo chồng mà, người đâu có tin đạo Phật. Trong cái thời gian đó thì cô vợ đó cũng có biết là người chồng là quyết định đi tu rồi, không có còn ngăn cản được nữa. Nhưng mà vợ mới nói rằng thôi giờ chồng ráng đợi vợ tới 3 năm cho đủ điều kiện để nhập quốc tịch Mỹ rồi hãy đi tu. Thì con mới hứa thôi được rồi, để đợi tới 3 năm rồi mới từ giả đi tu. Thì trong cái thời gian đó con cũng có, tại vì quyết định đi tu mà, ở trong xe bắt đầu tập tu trước coi có
chịu đựng nổi cái sự thử thách trước khi mình đi tu không? Giống như là ăn bưởi, là thấy các vị cũng ăn bưởi, học từ kinh ra đó, ăn bưởi, rồi ăn chay trường, rồi đừng có đi đâu hết, để đồ ăn đầy trong xe, thử coi mình có bị thèm muốn không. Tất nhiên tất cả những trái cây, bánh trái mua sẵn để đó, để tự mình ăn buổi coi chịu nổi không, để mình thử trước. Mà tối hằng đêm thì ngủ với vợ thì nằm kế bên, không cho vợ đụng tới nhờ. Sau đó thì đúng 3 năm thì đúng y như lời hứa thì mới là xin từ giả vợ đi xuất gia. Mà cái nguyên nhân mà sao gọi là đi xuất gia như thế này, khi mà đến chùa Diệu Pháp á, mà học cái kinh Đại Bác Tích á, cũng có nhờ cái cô Phật tử, cổ đâu có dư một bộ kinh Đại Bác Tích, cũng mới tặng cho. Thì mình con á, thì thấy kinh Bác Tích, kinh Đại Bác Tích thì mừng lắm, khoái lắm. Tại vì đang cũng như mỗi ngày đến tụng là hiểu cái lời Phật có chổng nhiều, đang muốn có kinh Đại Bảo Tích mà không biết ở đâu có, nay có cổ cho cái nguyên một bộ kinh Đại Bảo Tích thì mừng dễ sợ lắm. Đem về bắt đầu nghiền ngẫm học hỏi, sau đó mới biết là cái người dịch giả là thầy Thích Chí Tịnh, hòa thượng Thích Chí Tịnh đó. Thì rất là hâm mộ tài năng của Ngài, là đức độ của Ngài, biết là Ngài là dịch nhiều cuốn kinh, với lại thấy được Ngài cái hình ở trong cuốn kinh đó, cái hình ở trang đầu hết đó. Thì từ đó mới là nói rằng ở trong lòng đó, mai mốt là nhất định phải về kiếm thầy Thích Chí Tịnh để xin Ngài cho xuất gia. Thì để kể lại cái mà Ngài mà xin từ giả vợ là đúng năm 2003 đáp chuyến bay đi về Việt Nam, là đi trực tiếp tới chùa Vạn Đức đó, gặp thầy Thích Chí Tịnh. Mà ngày đầu tiên về đó, trong mấy chục năm trời xa quê hương, xa đất nước, xa Việt Nam đó, đó là ngày đầu tiên về Việt Nam, có biết cái gì đâu. Trên đường về thì cứ lo lắng không biết thầy có nhận không, cũng phân vân hoài không biết thầy có nhận làm đệ tử không. Sau khi gặp được thầy Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó, sau cái cuộc tiếp xúc đó, thì thầy hỏi sao biết thầy vậy? Con mới nói là nhờ đọc cuốn kinh Đại Bảo Tích của thầy dịch đó, mới là biết được thầy. Chứ làm sao biết được thầy, là mới nói câu đó là thầy thôi được rồi, con 15 tây tháng này con đến đây thầy làm lễ thái pháp cho, chỉ vậy thôi. Thì sau đó được thầy làm lễ thái pháp xuất gia đó, là ở lại chùa Vạn Đức một thời gian ngắn, rồi phải về Mỹ. Là về Mỹ rồi bắt đầu tu hành cho đến bây giờ đây. Kính thưa cô tử, đúng như cổ nhân có dạy, trong cái hòa thì bao giờ cũng có cái phúc. Một khi thầy từ bỏ cái con đường cờ bạc thì thầy Hoàng Hiền đã có cái phúc gặp được chùa, nghe kinh, rồi nghe quý thầy thuyết giảng, và đặc biệt thầy có rất là nhân duyên với cái bộ kinh Đại Bảo Tích do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch, và từ đó cái hạt giống bồ đề của thầy được tưới tẩm. Và cái ý chí đó quá lớn cho nên thúc giục thầy đã xuất gia học đạo. Vâng, xin một lần nữa xin toàn thầy đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chú nguyện. Chúng ta một lần chú nguyện và cầu nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho thầy sẽ đi hết cái con đường xuất gia mà thầy đã chọn. Vâng, thưa thầy Hoàng Hiền, cái câu hỏi thứ tư mà ban tổ chức dành cho thầy là quá khứ đã từng cờ bạc ăn chơi trác tán, hiện tại thầy sống một cái đời sống xuất gia thanh bình như vậy, thầy có thể cho Phật tử được biết cái thầy có thể so sánh cái đời sống tinh thần của thầy trong quá khứ ăn chơi cờ bạc so với cái đời sống hiện tại thầy đã xuất gia, cho Phật tử được biết hay không? Xin thầy chia sẻ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, để so sánh cái cuộc đời lúc chưa xuất gia và đã xuất gia sau đó đó, thì hồi lúc mà còn chưa xuất gia đó, còn chưa biết gì về Phật pháp đó, thì sống thích hưởng thụ, ăn chơi phè phỡn, đua đòi theo vật chất xa hoa phù phiếm,
chỉ biết làm sao kiếm tiền để bỏ túi, làm giàu, sống muốn đua đòi ai có gì mình phải có cái đó. Chẳng có biết nghĩ đến là thương hại cho những người khác bị mất mát, mình miễn sao làm kiếm được tiền hay là lấy cái gì của người ta mà có tiền bỏ trong túi là được rồi, không cần biết cái sự đau khổ của người khác. Ham vui lắm, ở ngoài đời cứ việc thấy cái gì mà ở đâu có chỗ giải trí là cứ tìm đến, là tại vì cái bản tánh vậy rồi. Sống như đứa trẻ thơ, chỉ biết vui đùa thôi. Chẳng biết cái sự cuộc đời mỏng manh phút chốc thay đổi, mới chết đó là sanh qua đời khác liền. Đối với cha mẹ trong gia đình đó thì anh em bà con bạn bè đó thì không có có biết gọi là báo hiếu hay là biết thương cha mẹ như thế nào hết. Chỉ biết lo ăn chơi thôi. Chỉ biết lo làm sao hưởng cho mình, biết cái cách tiền bỏ túi, chúng chưa biết đem tiền về cho cha mẹ. Khi tôi có cái chùa mà di động á, là cái chùa mà cái xe đó, sau đó tôi biến thành cái chùa á, bỏ hết những cái đồ đạc ở trong xe đó, là giường chiếu bàn ghế đồ nấu ăn dục hết, làm thành cái chùa di động. Tại sao vậy? Lúc mà ở trong cái chùa báo ân á, thấy Phật tử đến có mười mấy người à, mà tuần nào cũng vậy, cái lễ đến có mười mấy người, qua mặt qua lại ngó quen biết nhau cũng bao nhiêu đó, sao kỳ vậy? Cái chùa mà có thể sao không đem phát triển là được, không đem Phật Pháp đến cho mọi người. Mà cười Mỹ ở đó thì đông như vậy, mình ở đất Mỹ bao nhiêu chục cái chùa mà không thấy ông Mỹ nào đến chùa là nghĩa sao? Từ cái đó mới sáng kiến đổi cái xe, biến đổi thành cái chùa. Đem dục hết tất cả đồ, muốn đem sau này đem Phật Pháp đến cho mọi người, mọi thành phần, mọi sắc tộc. Muốn đem đến cho người Mỹ họ biết về Phật Pháp. Thành ra sau đó đó, cái chùa mà thành cái chùa di động rồi đó, là mới bắt đầu xin giấy phép được đầy đủ rồi đó, rồi mới đem kinh sách để bên ngoài phát cho người ta miễn phí, không có bao giờ lấy tiền của ai hết. Sau khi xuất gia rồi đó, được học nhiều cái giáo lý của Phật đó, dựa theo lời Phật dạy đó, áp dụng tu hành, từ từ cái lo âu phiền não nó dứt bớt bớt dần đi, và thân tâm được an lạc. Đối với những cảnh như là chướng duyên hay nghịch cảnh đó, là biết làm sao để đối trị. Thì cũng nhờ tất cả điều mình có học qua cái giáo lý của Phật. Giáo lý Phật thật là đúng là một cái liều thuốc không thể tưởng nổi. Đối với mọi trình độ, mọi cá nhân nào cũng có thể trị được hết đó, mà tại mình không có chịu học, không có chịu làm thôi. Và sau khi xuất gia đó thì bắt đầu hiểu được cái giáo lý của Phật đó, thì biết được thôi, bây giờ mình đã tu rồi, đi xuất gia rồi. Cái tinh thần bắt đầu thay đổi đó, là chỉ biết làm sao làm lợi ích cho người khác, đem Phật Pháp đến cho người ta để người ta biết. Rồi biết sống để mà hồi đó là mình chỉ biết sống vì mình quên người, bây giờ biết đổi ngược lại là quên mình vì người. Sống để mà chỉ biết đem lợi ích đến người khác và Phật Pháp đem đến cho người khác, để cho xứng đáng là mình đã đi tu rồi, là người xuất gia rồi. Kính thưa Thầy Hoàng Hiền, cái câu hỏi số 5 mà ban tổ chức xin dành cho Thầy là: được biết sau khi Thầy xuất gia học đạo, Thầy đã có những công tác nhờ dấn thân phục vụ cho cộng đồng xã hội, nhất là Thầy đã có những cái việc làm cụ thể mang cái thông điệp hiểu biết và yêu thương của Đức Phật cho mọi người thông qua việc ấn tống, biếu tặng kinh sách. Đặc biệt là Thầy đã có cái việc xây dựng một cái ngôi chùa tại Ấn Độ. Như vậy xin Thầy có thể chia sẻ cho Phật tử được biết đôi nét về cái công tác dấn thân của Thầy với những cái việc làm mà sau khi Thầy xuất gia. Xin mời Thầy chia sẻ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, để trả lời câu hỏi vừa rồi, mục đích của xuất gia đó là để tu hành giải thoát, lợi cho mình và lợi cho người. Với lấm lòng từ bi thương xót mọi người á, là họ đang chìm đắm trong sự si mê, vì muốn họ được thấy biết về Phật Pháp nên tạo những phương tiện để mà dìu dắt họ để đến với Phật Pháp, để cho họ biết tu hành cũng giống được như mình, để sau này để họ đến cái đường giải thoát.
Vả lại với bản thân có cái tinh thần muốn làm lợi ích cho người ta, với lại muốn đem Phật Pháp đến cho mọi người, biến đổi chiếc xe thành cái chùa là để đem Phật Pháp đến cho mọi người, nhất là người Mỹ. Đó là cái mà sự gây dựng mà để đóng góp cho cái đạo Pháp, đó là cái sự tạo cái chùa di động đầu tiên đó. Rào cái năm 2004 á, thì mới có thời gian rảnh á, thì mới đi về Ấn Độ hành hương thăm Phật tích bên Ấn Độ á. Thì đi á, thì nói đúng ra đó không có tiền, nhờ cái tiền lụm lon á, cái tiền mà đi lụm ở ngoài đường mấy cái lon cái chai bán về chai để dành có cái vé máy bay. Rồi mới đi qua đó, đó thì đâu có tiền bạc gì đâu, đi ra ngủ bờ ngủ bụi không à, không có ngủ ở trong nhà người ta, cái mấy nhà mướn đâu không có đâu, đi tới đâu ngủ tới đó. Thì tới được Bồ Đề Đạo Tràng thì nhân viên mới được cái gia đình đó, đó là người Ấn Độ, không biết sao nữa, họ thích mình hay sao đó không biết, họ mới lời nói thưa thầy giờ con muốn cúng dường cái miếng đất đó đó, dẫn thầy đi coi. Thì tôi cũng nghĩ người ta có phát tâm cúng dường thì mình cũng phải nhận chứ, giờ đâu có là để người ta mất phước. Thì cũng nghĩ vậy thôi, rồi cũng theo họ đi coi cái miếng đất. Thì đi dọc ra ngoài sau đó mới tới cái chỗ mà gần cái sông Liên Thiền á, thì mới là thấy cái miếng đất á, cái nhà của họ có một tí téo à, giống như cái, có một phòng nhỏ xíu mà cái nhà gạch nhỏ chưa có gì hết á, có miếng đất nhưng mà nhỏ không có lớn. Thì cái người trong gia đình này đó là đứa con của ổng là con trai á, mới nói thôi giờ thầy cất ở đây làm cái trường học đi cho mấy đứa em nó mù chữ á, để cho nó đi học ở đây không có trường. Mà lúc mới tới Ấn Độ chân ướt chân ráo đâu có biết cái gì đâu. Sau khi nhận miếng đất của họ, trong đầu nói giờ mình không có tiền rồi làm sao cất chùa đây. Lúc đó thì không có tiền thì có nhờ mấy cái người mà bán vật liệu xây cất nhà đó, họ bán thiếu cho. Thì mấy ông bán vật liệu mới bán thiếu, thì mua xi măng, mua gạch, mua sắt, mới đầu xây. Xây rồi nói tôi khi nào tôi về Mỹ tôi mới trả nha, không có tiền à. Hứa là khi nào về Mỹ mới trả. Mới sự thật thì làm liều mà đâu có biết cái gì đâu. Về Mỹ thì nhờ cái chùa Di Động á, các vị Phật tử họ đến, thì họ lấy sách nó dở thì họ cũng bỏ vô cái thùng á, rồi mới đầu gom lại từ từ trả cho họ. Mà phải tính toán à, tính để mà đủ trả chứ không thôi là đâu có biết được, đâu phải đông như quý vị đây đâu. Một ngày có khi có một người đến thôi, có khi hai ba người à, có khi cho có 10 đô, có khi cho 20 đô thôi, rồi gom lại từ từ trả cho hết. Đó là cái căn chùa thứ hai, cũng đặt tên là chùa Di Động, à, chùa Đậu Xanh, ở bên Mỹ cũng là chùa Đậu Xanh. À, đó là căn chùa thứ hai mà trong cái vấn đề mà từ ngày đi tu á, mới làm được cái hai cái chùa như vậy. Rồi cho tới bây giờ thì sinh hoạt ở bên đó cũng như vậy đó. Mỗi ngày thì có 4 lớp học tình thương. Ở lầu thứ hai á, thì có cái thư viện. Ở trên lầu trên hết là cái chánh điện. Thư viện là để cho những người địa phương họ đến lấy kinh sách, họ muốn tham khảo hay gì đó thì có tiếng Ấn. Còn những người ngoại quốc đến thì có tiếng Anh. Những người Việt đến tham viếng Phật tích thì có tiếng Việt. Còn những người qua cũng vậy, cũng có luôn, là có 4 thứ tiếng. Ở trong thư viện có 4 thứ tiếng, 4 loại tiếng mà kinh sách Phật đều có hết. Còn cái 4 lớp tình thương thì có khoảng 100 em. Hiện tại bây giờ thì cũng khoảng đó đó. Thì từ lớp mầm non tới lớp 3. Mà số tiền trả lương ở bên đó họ không có làm công quả. Họ làm là phải trả lương, bất cứ chùa nào ở bên đó mướn là phải trả lương hết. Còn cái điểm chính khác nữa đó là chùa là cái chỗ để tổ chức cho những người hành hương đến đó. Sau này có ai muốn hành hương đến nữa ở đó thì đều là hoàn toàn không phải tốn tiền gì hết, cứ đến chùa ở, cứ đến chùa bất cứ giờ nào. Dạ, đó là những cái mà sự gây dựng sau khi xuất gia là đóng góp vào cái sự phục dịch trong đạo Pháp và lợi ích cho chúng sanh sinh hết. Ban tổ chức được biết là thầy có 2 ngôi chùa, một chiếc xe chùa Di Động ở nước Mỹ
cũng là tên Đồ Xanh. Rồi một cái chùa ở Ấn Độ thầy cũng đặt Đồ Xanh. Không biết thì thầy có thể cho Phật tử được biết cái lý do tại sao thầy lại chọn cái tên Đồ Xanh cho Phật tử được biết được không? Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính bạch quý Phật tử. Cái tên chùa Đồ Xanh này đó là cũng vì cái tâm của mình nó muốn cứu, cũng như là nói cái nghĩa là muốn giúp cho mọi người, lết cho mọi người, có nghĩa là độ thì chúng sanh mà, thì tất cả những người ở thế gian là kêu là Đồ Xanh. Mà thật ra cũng chưa được cái chữ đó đâu. Lúc đó suy nghĩ không biết đặt cái tên gì, mới viết ra giấy là 5-6 tờ vậy đó. Có nhiều cái tên cũng thích lắm mà không biết chọn, là mới thưa với Đức Quan Thế Âm á, cầu xin Ngài giúp cho lấy cái tên. Thì bóc lại ngay cái chùa Đồ Xanh. Kính thưa Thầy, cái câu hỏi cuối cùng mà ban tổ chức muốn dành cho Thầy là, là một người từng trải qua các cái cuộc chơi cờ bạc, đã từng tan gia bại sản. Như vậy Thầy có cái lời gì muốn nhắn gửi đến những người đã và đang lâm vào cái con đường cờ bạc như Thầy đã từng làm trước đây hay không? Xin Thầy chia sẻ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trước hết tôi nói đến cái lời nhắn nhủ chia sẻ đến các vị, đến các những người mà đang còn đam mê trong vấn đề cờ bạc và những người chưa bao giờ dấn thân đến cái vấn đề cờ bạc. Như tôi hồi nãy tôi có kể và về cái sự biến hóa của lá bài đó, thì chính tôi đã tận mắt được thấy á, đó là cái sự mà kêu bằng sức mạnh phi thường, sức mạnh kêu bằng thiên hình vạn tướng, biến hóa mà sự sắp đặt của luật nhân quả rất là tinh vi, không ai biết được đâu. Bởi vậy những người mà dướng mắt vào cờ bạc, có cái tham muốn đi kiếm tiền bằng cách sống sòng bài, đi đâu đó kiếm để mà làm giàu, không bao giờ được đâu, cái chuyện đó không bao giờ có được, bảo đảm cái điều đó. Mà sự thật sau khi mà thấy được lá bài nó biết biến đổi á, mới biết là, tôi lấy ví dụ như thế này nha. Ở bên đó có cái loại bài á, người ta sắp sẵn trong cái hộp á, là kêu là người ta chia cờ bạc á, là bài Blackjack á, ở ngoài mấy sòng bài lớn là Las Vegas á, rồi là kêu là thành phố cờ bạc á, thì có cái hộp như thế này người ta sắp rồi nó mới chia ra, thì nó úp chứ đâu có mở gì đâu mà thấy, đúng không? Thì khi mà cầm con ếch với con tay là lớn nhất rồi, đúng không? Thì cái lá bài á, úp á, khi người ta rút ra đó, thì tới phiên mình á, là nó biến đổi, mình đâu có biết. Tại sao mình thua cay, thua đắng vậy? Là chính nó biến đổi, nó muốn mình ăn hay thua là ngay cái chỗ đó. Chứ không phải do hên xui, không có ai biết cái chỗ hên hay xui hay tài giỏi gì hết. Nó biến đổi ngay cái lúc mà nó còn đang đây nè. Bởi vì bao nhiêu người cờ bạc mà thua như thế này thì họ không có biết. Nó còn một cái môn cờ bạc kia bằng chỉ có đỏ đen thôi. Có nghĩa là ai nhỏ nhất thì thua, ai lớn nhất thì ăn. Từ 1 như bài cào Việt Nam vậy đó, 1 tới 9, ai 9 nút thì ăn hết. Còn 8 nút, 7 nút hay 1 hay bù gì đó thì thua. Thì mình nhỏ thì thua thôi, lớn thì ăn. Chỉ là cái môn cờ đó, bờ bạc đó là dễ nhất trong các loại sòng bài, trong các môn cờ bạc rồi đó. Mà còn không ăn nó đánh gì ăn giờ. Mở ra chỉ 2 lá, 3 lá đó, mở ai lớn thì ăn à. Anh muốn theo bên nào mà còn không ăn nữa, tại vì lá bài nó biến. Có người ấy, có rất là nhiều tiền, giàu lắm, họ nghĩ rằng nó sẽ ra bên đây không, rồi họ theo bên kia là bắt buộc phải ra rồi. Nhưng mà họ không biết rằng cái bài nó biến đổi gì. Anh có chạy bên kia cũng vậy thôi à, nó có thể 50 lần bên đây luôn, nó ra như vậy đó, thua không còn cái gì hết. Đâu phải là do mệnh, lá bài nó biến mà không biết. Bởi vì bao nhiêu người thua vấn đề cờ bạc là cũng tại không biết cái điều này. Bây giờ tôi nói để chia sẻ với quý vị đang cờ bạc á, để thấy hiểu nhận xét có phải không? Họ đang chăng chơi ở bên đó đó, họ nghe được điều này á, sẽ tự nhiên họ sẽ biết liền à. Nói với quý vị chắc quý vị không hiểu đâu. Đó là lời nhắn nhủ để chia sẻ đến quý vị. Vừa qua tất cả từ chúng ta đã nghe Thầy Thích Hoàng Huyền chia sẻ về cái cuộc đời cũng như cái sự nghiệp mà quay đầu của Thầy. Kính thưa Phật tử, để kết thúc cái chương trình Phật Pháp nhà Mầu kỳ 15 năm 2008 hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tín có đôi lời nhận xét về trường hợp của Thầy Thích Hoàng Hiền. Chúng con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử,
trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 15, quý vị đã được nghe Thầy Thích Hoằng Hiền nói về cuộc đời khi còn tại gia, cũng như lý do khi đi xuất gia của mình. Quý vị đã nghe rất rõ, cho nên chúng tôi không phải tóm tắt làm gì nữa. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra 3 điểm. Thứ nhất là căn lành đời trước. Thứ hai, đã có gieo duyên với Phật Pháp. Thứ ba, tinh thần hoằng pháp lợi sinh. Thứ nhất, căn lành đời trước. Như quý vị đã nghe Thầy trình bày, bản thân Thầy lúc còn là người thế tục thì rơi vào cờ bạc ăn chơi. Cha mẹ, vợ cũng như người thân khuyên không được. Mỗi ngày Thầy lún sâu vào cái con đường cờ bạc sa đọa. Thế mà một hôm, trong lúc đánh bài, Thầy tự thấy cái con bài nó đổi số, rồi nó biến từ dạng này qua dạng khác. Lúc đó Thầy suy nghĩ, và từ cái nhân duyên này tiếp theo một cái nhân duyên khác. Lúc kêu cái tô hủ tiếu xào thịt bò để ăn, thì Thầy lại nhìn cái tô hủ tiếu đó, nhìn cái miếng thịt, tự nhiên sợ, có một cái cảm giác thì ghê sợ. Như vậy rõ ràng rằng đây, cái quả lành nó được trổ ra. Nghĩa là trong quá khứ Thầy đã có gieo cái nhân lành, thì cái nhân lành đó nó lên cây, đến cái ngày hôm đó nó ra quả. Quý vị có hình dung ra cái điều này không? Lúc Thầy nhìn con bài, tự nhiên có cái sự thay đổi đó, chính là cái quả phước đã gieo trong quá khứ nó trổ, thì tự nhiên khiến cho Thầy phải thấy như vậy. Lúc ăn tô hủ tiếu xào thịt bò thì Thầy tự nhiên cũng thấy ghê sợ. Đó là căn lành đã gieo trồng trong quá khứ, tới lúc đó tự nhiên trổ quả, và Thầy tự thấy được những cái hiện tượng như vậy để Thầy giác ngộ, quay đầu. Đó là căn lành đời trước. Thứ hai, đã có gieo duyên với Phật Pháp. Làm sao chúng ta biết được đã có gieo duyên với Phật Pháp? Sau đó thấy con bài di động, rồi thấy cái tô hủ tiếu xào thịt bò có cảm giác sợ, Thầy giác ngộ và tìm đến chùa. Khi đến chùa, trong lúc chùa đang tụng kinh Đại Bảo Tích, quý Thầy giảng kinh, Thầy đến nghe và tụng kinh Đại Bảo Tích. Thầy còn được người ta biếu cho một cái bộ kinh Đại Bảo Tích. Thầy về Thầy đọc hết cái bộ kinh đó. Thì quý vị thấy, nếu không có gieo duyên với Phật Pháp, không dễ gì mà đọc bộ kinh Đại Bảo Tích. Ngay bản thân chúng tôi bây giờ cũng chưa rớ tới bộ kinh Đại Bảo Tích, thế mà Thầy đọc gần hết bộ kinh Đại Bảo Tích. Và cũng nhờ bộ kinh Đại Bảo Tích đó mà Thầy phát tâm dõng mãnh để xuất gia. Nếu không có gieo duyên với Phật Pháp thì làm gì mà giác ngộ nhanh như thế? Quý vị cứ thấy, biết là bao nhiêu người ở ngoài xã hội họ lầm đường lạc lối, hoặc là họ tạo những cái nghiệp ác. Chúng ta cũng đem Phật Pháp, cũng khuyên họ nhưng họ không nghe được. Còn Thầy đây thì sau khi thấy được con bài thay đổi, tự nhiên giác ngộ, tìm đến Phật Pháp, mà tìm đến Phật Pháp lại đọc ngay kinh Đại Bảo Tích,
mà đọc một cách thích thú say mê. Nếu mà không có giao duyên với Phật Pháp thì xin thưa quý vị, nhìn bộ kinh đó cũng đã sợ rồi. Bộ kinh đó nó dày như thế này nè, chứ không phải ít đâu. Nếu mà chúng ta không đủ duyên thì thấy là không dám đọc, chứ không phải là, mà trong khi đó thấy lại đọc lại thích và nhận được những cái lời dạy ở trong kinh, phát tâm dõng mãnh để đi xuất gia. Đó là đã có gieo duyên với Phật Pháp trong quá khứ rồi. Thứ ba, tích cực hoằng pháp. Sau khi xuất gia rồi, thầy biến cái nhà xe của mình thành cái chùa Di Động, mà với mục đích làm gì? Để hoằng truyền Phật Pháp. Lấy cái nhà xe đó làm chùa chỉ có một mục đích là đem kinh sách đi phát tặng cho những cái người Mỹ. Sau đó thầy đi qua Ấn Độ chiêm bái, lại được một cái người Ấn Độ cúng cho miếng đất để làm chùa. Thì quý vị thấy, nếu mà không phải cái người có căn lành đã gieo trồng hạt giống Phật Pháp thì đâu có dễ gì mà mới vừa xuất gia có người cúng cho miếng đất để làm chùa, bây giờ đã làm được cái ngôi chùa độ sanh ở Ấn Độ. Và trước đây chưa xuất gia thì thầy chỉ lo gì cho mình, không biết ai. Sau khi hiểu biết Phật Pháp xuất gia rồi, lại nghĩ đến nhiều người. Theo như lời thầy nói là bây giờ đó thì là quên mình vì người. Có nghĩa là sau khi thầy hiểu Phật Pháp, thấy được cái lợi ích của Phật Pháp, thầy muốn chia sẻ cũng như muốn đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người, để mọi người cũng hiểu Phật Pháp, xa lánh cái con đường tội lỗi cũng như thầy. Thì đó là một cái tâm nguyện Bồ Tát. Có nhiều người đi tu thì họ chỉ biết tu thôi, chứ họ chưa nghĩ gì đến cái chuyện là làm sao để lợi ích cho nhiều người. Nhưng mà thầy mới tu lại có cái tâm rằng làm sao để hoằng pháp. Đầu tiên thầy biến cái xe nhà của mình thành cái chùa độ, thành cái chùa Di Động. Rồi bây giờ đi qua Ấn Độ cắt được một cái ngôi chùa, thì lại làm cái nơi để mở cái lớp học tình thương, giúp cho các cái em mà nghèo ở đó được đi học. Đồng thời là cũng mở một cái thư viện, như thầy nói là có 4 thứ tiếng để cho những người Ấn, người Ấn, người Mỹ, người Hoa, người Việt đến đó có thể tham khảo. Thì đó là 3 cái đặc điểm mà chúng tôi xin trình bày với quý vị về cuộc đời của thầy Thích Hoằng Thiền. Thì chúng tôi hy vọng là thầy sẽ nỗ lực trong việc hoằng pháp lợi sinh, và qua cuộc đời của thầy thì cũng là một cái bài học rất quý giá để cho mọi người chúng ta thấy đó và cố gắng đừng có ảo tưởng về vấn đề làm giàu từ những việc chơi bài bạc. Và cũng qua đó để cho quý vị thấy chúng ta tạo phước không mất, cái này là rất quan trọng. Nhờ cái phước quá khứ cho nên nó trổ quả ngay cái lúc mà thầy ngồi chơi bài, để cho thầy thấy con bài di chuyển và thầy thấy cái tô hủ tiếu thịt bò đó mà thầy sợ. Đó là cái căn lành đó của quá khứ, ngay lúc đó trổ quả. Thì quý vị phải cố gắng, chúng ta tạo dựng, gieo trồng cái căn lành, có nghĩa là mình phải làm phước. Rồi trong những cái đời sau chúng ta nhờ cái phước đó trổ quả mà chúng ta gặp được nhiều cái điều tốt đẹp. Và cũng qua đó để cho quý vị thấy mình gieo duyên với Phật Pháp thì chắc chắn rằng trong tương lai một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đủ duyên đi xuất gia như thầy. Thì thay mặt ban tổ chức kính chúc thầy luôn thân tâm thường lạc và tinh tấn trên con đường tu học,
Và cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn và thành tựu trong việc tu học trong khóa tu Phật Tháp lần này. Nam Mô A Di Đà Phật.